Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh tiểu học thông qua việc thiết lập môi trường đọc thân thiện, dự án Thư viện thân thiện do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động đã mang lại hiệu quả tích cực, đưa học sinh đến gần hơn với thói quen đọc sách, ghi nhận tại Thư viện thân thiện thành phố Phúc Yên. Không gian thoáng, đẹp với màu sắc, hình ảnh bắt mắt, các loại sách được sắp xếp phân loại theo lứa tuổi, thiết kế mới lạ là dự án Thư viện thân thiện đang triển khai tại trường tiểu học Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên, thu hút được nhiều học sinh tham gia đọc sách. Ở nơi đây, các em học sinh được hòa mình vào các tiết đọc sách, tự do tìm hiểu và lựa chọn những cuốn sách mà mình yêu thích nhất. Con rất thích thư viện ở trường con bởi vì không gian ở trong rất thoáng mát và rộng rãi cho bọn con đọc truyện. Và con cũng rất thích đọc truyện cổ tích hoặc là những câu chuyện tranh ở trong thư viện này. Ngoài những thời gian ở trong thư viện để đọc sách, con thường mượn sách ở thư viện để mang về nhà đọc vào những lúc con rảnh rỗi và những lúc học tập vất vả xong ạ. Tiết đọc tại thư viện của học sinh trở nên sôi động hơn khi các bạn học sinh lần lượt lên giới thiệu những cuốn sách mà mình mới đọc được. Công tác thư viện thì chủ yếu là muốn cho cái hoạt động thư viện nó phát triển tốt thì mình thứ nhất là phải đầu tư rất là nhiều về tài liệu, sách báo, tất cả những cái tài liệu mà liên quan đến tâm lý lứa tuổi học sinh để các em yêu thích, để nhằm cho các em yêu thích hàng ngày đam mê đọc sách và tiết nào hầu như cũng muốn đến thư viện để đọc sách. Thế còn ngoài ra những cái tiết mà không được đến thì các em có thể đọc ở trên lớp. Mỗi một lớp thì có một cái tủ sách riêng, đấy là thư viện lớp học, đấy là tủ sách lớp học của từng lớp một là do nhà trường phát động. Để sách đến gần hơn với học sinh, ngoài việc bố trí thư viện đọc thân thiện, việc bổ sung thường xuyên các loại đầu sách, báo và truyện là cần thiết. Chính vì thế, ngoài nguồn sách được đầu tư từ ngành giáo dục, nhiều trường học đã vận động các em học sinh tặng sách cho nhà trường. Bên cạnh đó, nhiều trường còn xây dựng tủ sách ngay tại mỗi lớp học, giúp cho các em có thể tiếp cận dễ dàng hơn với sách.